Hoàng Châu Công Chúa. Tập 1, chuyện tình Tiên La Đen. 1 tỷ triệu năm về trước, khi đất trời còn thổ nguyên sinh, tại vùng đất mênh mông bao la bát ngát trên đỉnh núi cao kia, có một nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp. Lúc nào cơ thể nàng cũng toát ra một mùi hôi kỳ lạ, do đó người đời thường gọi tên nàng là Hàm Hôi. Tiên La Đen. Hàm Hôi. Tiên La Đen. Hàm Hôi và Tiên La Đen yêu nhau một mực hết lòng. Họ nguyện thề cùng nhau sẽ đi đến cuối con đường của bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng duyên trời ngàn trái. Dừng lại. Cuối cùng cũng đã đến giờ phút này. Diễm Hương, Diễm Huệ đâu? Mau dắt công chúa Hàm Hôi xuống. Dạ. Công chúa xuống đi. Từ từ xuống đi công chúa. Từ từ cái chuyện té dập mặt à. Từ từ. Cha, cha ở lại giữ gìn sức khỏe nha cha. Hàm Hôi à, cha xin lỗi con rất nhiều. Nếu không vì sự an nguy của xưởng nước mắm nhà mình thì cha cũng không gả con cho tụi Đài Loan để chuộc nợ làm gì đâu. Cha, con xin cha đừng nói như vậy mà. Con mang phúc đức của cha, suốt cả cuộc đời này con không bao giờ quên. Ngay từ nhỏ con đã được cha cho tắm nước mắm hàng ngày, thì bây giờ cơ thể con mới có được mùi hôi kỳ lạ mà ai cũng gọi con là Hàm Hôi. Đó là một ân điển của đời con. Cha, xin cha đừng buồn. Cha không buồn. Khi nào buồn, cha nhớ vô trang nhạc của tôi chấm cơm nghe nhạc nha. Cha biết rồi. Cha. Let's go. Cha. Cha. Nhớ giữ sức khỏe nha cha. Hay là từ nay cha đi rồi, ai sẽ tắm cho bé Hôi hàng ngày? Bé Hôi buồn lắm, bé Hôi đứng khóc khóc. Hai cái con quỷ cái hát dở hoài à. Hàm Hôi, ta đến cứu nàng đi. Nàng ráng chịu một chút nha. Chàng kỳ quá à. Sao không lấy BMW đến rước tiếp mà lại đi gửi con lạc đà quỷ này? Ta làm gì có tiền. Hàm Hôi. Hàm Hôi hả? Hàm Hôi. Hàm Hôi. Chết rồi, cái những kim cương mất tiếp đâu rồi? Nàng có sao không? Nó mất tiêu hết rồi. Hàm Hôi. Nàng có sao không? Hàm Hôi. Không sao, không sao. Cha chết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chạy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chạy nhanh lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Chạy nữa. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bắt lấy thằng Bin cho ta. Thả ta ra. Dập hàng ta hết rồi. Thả ta ra. Hàm Hôi cứu ta với. Hàm Hôi ơi cứu ta với. Hàm Hôi ơi cứu ta với. Đau quá. Cô xin cha. Cô xin cha hãy tha cho anh Bin đi mà. Anh Bin. Anh Bin. Anh Bin ơi, anh có sao không? Anh Bin. Hàm Hôi. Anh Bin ơi, anh con bao giờ với cha? Con phải đi lấy chồng Đài Loan. Con không được đi theo nó. Cha, con xin cha, con xin cha. Cha kêu con làm gì, con cũng làm được hết. Cha không muốn nghe con nói nữa. Con không muốn đi lấy chồng Đài Loan. Con muốn gì với cha? Cha, cha. Con xin cha mà, con không muốn lấy Đài Loan. Hàm Hôi, con nghe cha nói đây. Mấy thằng Trung Quốc Đài Loan, đứa nào cũng giàu hết đó. Kệ nó. Hàm Hôi à, nó giàu nhưng mà nó không đẹp trai bằng anh đâu.
Cha, con đồng ý, con đồng ý lấy chồng Đại Loan. Sao nàng lại đồng ý? Con đồng ý. Thằng Khôi, tin cha em chấp nhận. Chiếc nhẫn kim cương em tặng anh bữa trước trả lại cho em. Trả lại cho em chiếc nhẫn. Thảm ơi, biết rồi. Thảm ơi, Thảm ơi, em phải đi lấy chồng Đài Loan rồi. Thảm ơi, Bình ơi, Bình nhớ nha, em mãi mãi yêu anh. Em mãi mãi thuộc về anh, giống như là Trường Sa, Hoàng Sa, mãi mãi thuộc về Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam. Dù rằng tụi Trung Quốc nó có ăn cướp, anh cũng không được đầu hàng. Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam, mãi mãi là của Việt Nam. Gian nan giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bằng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng. Số phận của Hàm Hồi và Biladen sẽ như thế nào, tình yêu của họ sẽ ra sao? Xin mời đón xem tập 2 tại Facebook Ngố Ngờ Nghịch.